Đây món ngon mà món này gọi món gì ta? Hấp À, hấp cẩm bò viên chả cá đậu hũ da heo khô với lại huyết với lại bò thịt bò đó, nghi ngút khói rồi rồi hấp cẩm cái này là lạp chạp là của người qua đó bà. đấy, số tiền tài trợ từ chú Hùng Tô Vân. Đây, cảm ơn chú Hùng Tô Vân tài trợ rất nhiều, 3 ngày liên tục. Rồi chuẩn bị thịt bò nha. Có nước lèo đó mà, chín rồi, thịt bò tái mà, dai quá ăn đủ ngon. Cái bò với hủ tiếu bên ngoài họ cũng chỉ đổ nước vô một cái là họ rút ra luôn à, thậm chí còn đỏ đỏ luôn á. Nãy quay nếu ấy là quay còn để đỏ luôn mà. Rồi vô vô đây ngon lũ ngon không dạ nào xuống cũng được. Rồi phải đi chơi đồ hàng đó, cắt củ cải trắng rồi. Này chắc cũng khoảng độ 5 kg bên ngoài hả? Củ cải trắng thơm à. Rồi da heo khô đó, đi qua đây bò viên. Hôm nay nấu một món quay về tuổi thơ, bò viên, thịt bò, da heo khô, đậu hũ, chả cá quết lại. Rồi đằng kia đậu hũ đã chiên giòn, chiên sơ chứ, thịt bò để tủ lạnh. Rồi, đây luôn. Điểm hả? 100 điểm thử rồi. 5 còn gì nữa không bốc ha, nhớ chỉ có bò viên với lại đậu hũ với lại da heo khô với lại thịt bò thôi. Củ cây trắng chỉ có làm tương ta dạ, tương ớt làm đi ta xử nó có được bao nhiêu miếng rồi. 75 rồi. 75 80 bò viên 85 này mua cho bên tiền không rồi. Món này có ăn tôm không ta, hai tay người riêng rồi rồi 200 đó. Cắt da heo khô để bắt nước. 15. Cái này bỏ vô nấu nó phình ra nữa ha. Đây 5 kg thịt bò. Rồi vô. Giờ đường. Đó. Rồi cho đường vô ướp. Ok. Chưa có sắt đúng không? Rồi ok. Tạm để đó bên đi. Tỏi. Rồi ướp. Rồi miếng nước tương hả? Muối nước tương. Rồi ok. Đó nước tương. Ờ quy. Đó rồi ok. Rồi. Rồi ướp đó thôi.
Không thôi tới cô Bình hỏi Thảo á. Ừ, hỏi Thảo ăn gì? Hỏi Thảo biết ăn sô cô la không? Anh Kiệt nó không. Nói Kiệt mua cho anh Kiệt đi. Trời nói Thảo không có răng không ăn sô cô la được. Nhức nách. Hồi tới rồi, ngồi ăn lẩu á. Cô Bình hỏi nó, ủa con bé hôm bữa mà đi ra ăn lẩu bò, bé đó ngồi là ai vậy? Cái bé Thảo. Bé Thảo nó ghiền uống trà sữa lắm. Cái cô Bình hỏi nó có uống à, có à, ăn kẹo không? Không, biết không? Không biết. Ăn sô cô la không? Không. Không à? Vậy chứ không. Ăn gì? Ăn trà sữa không à? Ăn trà sữa. Cùng ra. Mọi người ơi. Ý giời ơi, ghiền. Rồi, cửa. Đó là muối đó. Rồi để xuống cho nội. Được 700 viên bò viên. 680. Nhất ra. 680 giây. Hơn chứ. Làm gì? Ngồi đếm chơi vậy đó. Bà 7 bỏ xuống quần. Bỏ bà 7, thả bà 7 bỏ luôn. Đâu có gì đâu đó. Ồ, rồi, cho nước vô luôn rồi. Nước rồi, giờ cho bò viên vô. Mà nấu củ cải đây hả? Dạ. Đó, rồi, cho bò viên vô. 670 hay 680 viên bò viên. Đó. Gọi lên. Ủa, thấy củ cải trắng luộc hả? Luộc rồi hả? Đây. Đó, thơm quá. Rồi, bò viên đã nổi lên. Được chưa? Nhưng mà do heo làm chính rồi hả? Dạ. Ồ, giờ nó nở ra đẹp quá trời không? Thơm quá. Này có hủ tiếu bỏ vô ngon lắm nha. Tiếu bún gạo. Bỏ hủ tiếu về để bỏ vô trước đâu. Bún gạo á. Ngon vô, hủ tiếu bò viên á. Bún gạo tao bò kìa. Bún gạo mẹ trụng sơ qua cái rồi cái xong hả mẹ. Bỏ vô. Nằm nằm hủ tiếu rồi. Thơm thơm lắm. Không có gì được nấy. Rồi, giờ tới da heo vô hả? Dạ. Tới thịt bò viên rồi. Bò viên. Rồi, giờ tới da heo vô. Da heo khô. Đó. Da heo khô chắc chín nhanh. Cái da heo khô nó có mùi thơm gì khác. Hay thiệt. Bỏ vô cá nghe mùi nữa. Xíu mới dớt hay dớt luôn nè. Dạ. Rồi. Và đây chả cá. Đây là cá nàng hai nha. Đó, quất lên đầu hũ. Đã chưa? Cái này là nãy điểm là 480 480 viên. Dạ. Ơi tao nói nghe là dạ. Tiền mà cho mà 200 đó là đặt không cho con nó quỳnh nha. Không tự nhiên nó có phụ gì phụ mấy người này nổi ngoại á. Hiểu đúng. Mấy người này nổi. Người nào phụ thì bà ngoại đưa. Nó có gì đó nhưng mấy bà mà đưa. Đúng. Bây giờ có cái chuỗi con nhỏ gì nữa.
Cái nồi nước này hồi nó ngọt lắm luôn á, nó còn thêm bò nữa. À. Ủa, à, nay mới có một đợt à, những con đang chét. Bên cạnh là cái thao tương. Rồi, đợi xíu đi Huy ơi. Đây ra một mâm rồi nè, thao chứ. Còn thiếu bò nữa. Bao nhiêu cơm? Đây món ngon mà món này gọi món gì ta? À, hấp cẩm bò viên, chả cá đậu hũ, da heo khô với lại huyết với lại bò, thịt bò. Đó, nghi cút khói. Rồi. Rồi, cái này là lạc chạm là của người qua đó bà. Đấy, số tiền tài trợ từ chú Hùng Cô Vân. Đấy, cảm ơn chú Hùng Cô Vân tài trợ rất nhiều. 3 ngày liên tục. Rồi, chuẩn bị thịt bò nha. Đây bây giờ là tương ớt không? Đó. Cái này là tương ớt Chợ Lớn. Tương đen nhà nấu. À, tương đen nhà nấu. Còn tương ớt là Charlie Max. Charlie Max này có rõ kìa. Hàng ở đây xài là hàng ngon chứ không có sử dụng cái hàng kém chất lượng. Rồi cho vô. Đẹp quá luôn. Bò tái. Vô. Thịt bò này có ướp với nước tương rồi, nó sẽ đen lại. Đấy. Chỉnh liền luôn á. Chỉnh qua nó dài. Chỉnh qua dài, chỉnh liền. Quốc thời này. Ở đây nó mỏng mà. Tải là ngon rồi. Bữa nào mỏng nó mới bao chín, mày đã chín quá dài. Nó mỏng mà. Rồi vô. Đó. Anh ơi, để rồi, bà hỏi nước lèo đó mà. Ừ, có nước lèo đó mà. Chín rồi. Thịt bò tái mà. Chút xíu rồi, nó sợ nó hôi á, nó ấy chết mẹ luôn rồi. Dài quá ăn đủ ngon. Cái bò với hủ tiếu bên ngoài họ cũng chỉ đổ nước vô cái là họ rút ra luôn à. Thậm chí còn đỏ luôn á. Nãy quậy nếu ấy là quậy còn để đỏ luôn mà. Rồi, vô. Đây. Ngon lũ. Ngon nào. Dạ nào xuống cũng được. Rồi. Đấy. Có nước lèo đó mà. Chín rồi. Thịt bò tái mà. Chút xíu rồi, nó sợ nó hôi á, nó ấy chết mẹ luôn rồi. Dài quá ăn đủ ngon. Cái bò với hủ tiếu bên ngoài họ cũng chỉ đổ nước vô một cái là họ rút ra luôn à. Thậm chí còn đỏ luôn á. Nãy quậy nếu ấy là quậy còn để đỏ luôn mà. Rồi vô. Vô. Đây. Ngon lũ. Ngon nào. Dạ nào xuống cũng được. Rồi. Đấy. Một phần là hai miếng huyết, hai miếng dây heo khô, đậu hũ chả cá với lại thịt bò. Ba viên bò viên hả? Rồi ok. Qua đây.
cái này là cải thảo ha, cây mặn. Cơm rồi đây bà. Đó vô đầy luôn em. Đây của chú Hùng Cô Vân gửi tặng lì xì cho bà Mười đó. Mà 1.150.000 đồng ha. Cảm ơn chú Hùng nhiều. Dạ rồi ok. Đó bà ngoại và bà Mười để đưa xuống con cái, đưa xuống cái. Từ đưa với 50 đô á. Rồi chỉ xuống, chỉ xuống, chỉ xuống. Mấy tờ tiền đó. Hạ xuống bà Mười nào. Rồi. Ok. Hạ xuống cho chiều ngang á. Đó rồi. Rồi ok. Rồi. 1.150. Rồi con gửi. Đó, nhìn gì xung cái biết qua. Còn hiện tại nhà xung nuôi mấy đứa cháu? 4-5 đứa à. Một mình nuôi hả? Có mấy đứa cũng như nó phụ vậy thôi. Vậy hả? Nuôi chính lại hả? Nuôi chính lại gì? Cũng ba má làm. Nuôi chính là 350. Cái bà thế đặc quyền á. Nói chung là nuôi phụ đúng không? Dạ. Dạ. Đây là đại lộ Võ Văn Kiệt. Lúc gần 8 giờ tối. Đây gửi chú một phần ăn. Lụm dây chai. Chú qua để lấy cái hộp khẩu trang, chú nhớ đeo khẩu trang nha. Rồi. Anh Lùng, nãy em gửi anh cái phần tiền đó là của chú Hùng Cô Vân á. Dạ, có anh nói cho em gửi là Cô Vân. À, chú Hùng nhiều. Cô Vân á. Chúc cô mạnh khỏe, dồi dào sức khỏe. Cái đợt trước là có tiền của cô chú luôn á. Dạ. Cảm ơn chú Hùng Cô Vân. Dạ rồi. Rồi, mình đi tiếp. Đây là khu chợ ngay sau bến xe Chợ Lớn á. Khu vực chợ Chánh Chiếu. Ghi hình cái chợ đây rồi. Đây bến xe Chợ Lớn. Đây nó đâm thông từ đây ra nè. Có anh nhớ anh đi hai đường mà. Chút chỉ lời cho anh coi. Ok. Coi cái đứa bé không? Thấy đứa bé không? Có đứa bé. Để hỏi coi gia đình nó làm sao. Bé này có không? Mời bé này nè. Bé, gia đình con đâu? Ba mẹ con đâu? Vậy là mẹ nó hả? Nó mấy tuổi rồi kìa? 6 tuổi. 6 tuổi hả? Bữa nay không có cho, bữa nay không có cho chú. À, chị, hỏi chị chút xíu. Bây giờ là chị nuôi mình nó hả? Mẹ con đâu? Bé, mẹ con đâu? Mẹ con đâu? Nó chỉ mẹ con rồi, ok. Rồi, có giờ. Rồi, đừng chà. Có chị Phạm Mỹ Duyên á, gửi cho bé 1.120.000 đồng. Em chuyển cho chị nha. Rồi. Em gửi đi, lấy tiền đi mình. Có làm tiền. Rồi đó, rồi ok. Rồi, đủ rồi đó con. Rồi, ok. Rồi, chào con. Lý do mình không có cho khúc này nữa là bởi vì nãy mình đã thấy có người cho phần ăn rồi. Cho nên chỉ đến gửi tiền thôi. Thầy cho nhiều quá là cũng nhiều không ăn rồi không đem dùng. Bây giờ mình sẽ đi phát cơm ở khu vực khác các bạn. Đây, hai người đang đợi mình. Rồi, đi Huy ơi. Để lên. Gặp đâu. Gặp may quá. Mấy bữa kia không kiếm, bữa nào lại kiếm được. Mà bé nó có vẻ nó không có...
nó bị khờ. Đúng rồi, bị khờ. Đường Nguyễn Thị Nhỏ, quận 6. Ở đây cũng 5 chế lộn. Rồi, bữa nay 3 phần. 4 phần. 5 phần. Rồi, qua đây nhận cơm luôn chú. Rồi. Rồi qua bên kia nhận cơm con luôn đi. Hả? À đúng rồi. Mỗi ngày đi đường hơi cách nhau xíu. Đúng rồi. Để cho hộp cơm nè. Không đủ nước suối chú ơi. Mỗi người có 1 phần thôi chú. Dạ. Đây anh em lượm dây chai. À, khu vực Hồng Bàng, Thuận Kiều, Plaza. Nay chú nhiêu tuổi vậy chú? Chú ơi, năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Bao nhiêu tuổi? Không nghe được hả? À, rồi chú Hùng, cô Vân gửi 100.000 tiền lì xì. Rồi rồi rồi, con gửi tiền nha. Rồi gửi rồi, dạ dạ. Thôi chào chú. Ủa cái gì nghe tiếng nhạc của ông ta? Nghe tiếng nhạc của mình. Ờ, đang nhộn nhạc phải không? Rồi ok mình đi. Đường Thuận Kiều đâu có đường Hồng Bàng và Châu Văn Liêm hay là Tổng đốc Phương. Đường xá mới 8 giờ nhìn chán rồi. Vắng rồi là vắng. Nghe cái tiếng xe cấp cứu không? Nghe được một chiếc xe, hai chiếc xe. Và đây là đường Hòa Hảo, Lý Thường Kiệt, quận 10. Dạ rồi, chào chú, cảm ơn chú. Đúng đấy chưa? Rồi, ok. Nguyễn Chí Thanh gần nhà máy bia Sài Gòn. Bữa nay có áo mới rồi. Rồi thôi gửi qua đây. Ve chai mà chú này chạy xe ôm Grab hả? Rồi mình đi. Rồi qua đây, qua đây, qua đây. Ủa sao bữa nay không còn bé đó, có chú này thôi. Gửi cho chú phần đây. Chú ăn cơm không? Gửi cho chú phần. Chạy số 10. 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 Ch
đường Nguyễn Văn Cừ, quận 5 các bạn. Rồi, gửi phần cơm. Người à? Rồi con đi nha. Dạ. Dạ dạ rồi. Hướng về đường 3 tháng 2. Này ở vỉa hè 30 năm. Rồi chào chú. 3 tháng 2, quận 10 các bạn. Rồi gửi cô hai phần đi, gửi cho chú luôn. Đưa cô hai phần đi Quy. Có chú đằng kia rồi, đưa đi. Gửi cơm. Gửi cho khoan anh Lùng ơi, đợi em xíu anh Lùng. Trời ơi, cái gì ba má để nó đưa đi đó đi vậy đó, thiệt luôn á. Ây da. Rồi vô đây luôn Lùng. Dạ có liền, có liền. Chạy suối rồi bà. Vẫn là 3 tháng 2 các bạn. Rồi xong chú dạ. Bữa nay cái món này ngon đó, bò diên với lại thịt bò á. Dạ. Dạ. Bữa nay giọng yếu hả? Bữa nay giọng của bác yếu rồi. À. Thời tiết thay đổi. Dạ. Dạ. Rồi, mỗi người một phần. Rồi đây, họ gửi phần cơm cho cô chưa? Rồi gửi phần cơm.
gửi chú 100 con 100 đi. Mấy yêu tinh này. Nhà chú đâu chú? Nhà chú với An Giang đó. An Giang rồi mình lên đây mình sống ở đâu? Lên tối ngủ gặp cầu. Mà giọng của chú như không phải là giọng của vùng An Giang miền Tây, giọng chú ở đâu? Chợ mới An Giang đó. Chợ mới An Giang hả? Con đến chợ mới rồi. Chợ mới An Giang. À, tại nắng ghé giọng hơi nặng một xíu rồi. Nhưng bây giờ là hiện tại chú sống ở trên vỉa hè hả? Tối trên đây, rồi tối về dưới gần cầu ngủ. Nhưng mà sao mình không ở chợ mới An Giang mà phải lên tới đây dữ vậy? Ở dưới đó đâu còn ai, đâu còn có bà chị buộc mà bà già quá, bà ở đây gần 90 rồi. Rồi cứ thế là mình lên đây mình sống vỉa hè thôi. Nhờ bà con mình chịu thôi, nhờ ai đó. Dạ rồi, nãy ban đầu con tưởng là chồng giọng của chú từ miền Trung đến. Rồi, xin chú Hùng với lại. Dạ rồi, chào con nha. Rồi, chào chú. Ơi, cái chị nãy như gửi ra dựng một phần rồi đó. Rồi, chỉ có phần rồi đó. Lon, chị này nãy nhận rồi. Nãy nhận rồi đó, gửi cho hai chú đây thôi. Để ăn lại luôn rồi, chút lại luôn rồi. Hai phần hai người thôi, nãy cũng dựng rồi mà. Nhớ hết đường này mà. Không ra bên này nè. Rồi, chào chú. À ok, có người mới cho cái mền. Rồi. Rồi chào chú nha. Dạ cảm ơn. Dạ dạ. Có đây cũng có hồn nữa. Mình nhớ là lần đầu tiên gặp chú này. Chú. Dạ. Năm nay chú nhiêu tuổi chú? Dạ 60 rồi. 60 hả? Dạ. Mà chú này chú sống ở đâu chú? Thành phố á. Dạ. À quên cái hộp đồ ăn. Dạ rồi chào chú nha. Dạ dạ. Rồi. Cảm ơn nhiều. Thịt bò với bò viên đó chú ơi. Dạ. Rồi thôi đi luôn. Cùng binh công trường dân chủ. Qua đây trước đâu Quy ơi. Bữa nay trễ mà có món ngon, bữa nay bò chiên với thịt bò chú ơi. Rồi. Rồi chú qua đây con luôn nha chú, qua đây nhận cơm con nha chú. Dạ qua đây con cái. Rồi. Chú ơi, chú. Chú ơi. Chú ơi. Hôm nay chú nhiêu tuổi rồi? Sao mấy à? Sao mấy hả? Dạ yeah. Rồi rồi ok, định hỏi thăm thêm mà chú đi luôn rồi. Rồi thôi chào chú. Ừ. À, cổ cái bên kìa. Ừ. Rồi hai cô chú trong kia luôn, bữa nay có mặt rồi kìa. Đang ngủ. Chú có đi khám mặt chưa chú? Ngoài để điền ra cho mọi người quen ngoài không tiền tài chính để phòng biệt á, tại đường cư gia. Chú à, nếu mà chú đi khám mắt rồi chú cho con xin bệnh án đi. Chưa hả? Được kia ta mình cho mà 1.7 triệu đó.
để thầy bảo hiểm gửi vào thì ở tỉnh trong ở ngoài trước có thầy bảo hiểm gửi vào của tỉnh á, giờ nhờ người ta xin một đồng đều giảm lắm à, nên là người khoảng 3-4 ngày nữa gửi vào, nhưng mà mình miền Hồng Mỗ là nói thằng Sáu đi mổ chưa được, qua thằng Bảy, qua đầu thằng Bảy mà khi nào hồng điện á thì đến dạ rồi rồi thì ta vẫn cho mày tiêu rồi coi sống được bên trong. Khi nào chú có bình án chú cho con xem nha. Rồi, con giúp chú nha. Rồi, chào chú. Dạ. Cô chú ơi. Cô chú, cứ dạy ăn cơm. Dạ. Đúng rồi, cô ơi chú. Rồi gửi hai bình cơm, cái đó là bò kho, bò với lại bò viên đó chú. Rồi con chào nha. Dạ. Dạ. Bên đây cái này là bò viên với lại thịt bò mà. Rồi con chào chú nha. Lý Chính Thắng quận 3. Đi hốt cái mạng 8 nè. Dạ. Hút. Anh chỉ đi hút và vệ sinh ở khu vực cách mạng tháng 8 rồi. Rồi gửi 3 phần luôn. Rồi cho nó gọn thôi. Dạ. Bữa nay bò viên với lại thịt bò. Bò viên, bò tái, chả cá, đậu hũ, đậu hũ. Bữa cái gì cà ri ngon quá trời. Cà ri á? Cà ri ngon không? Cô ăn hết trơn hũ luôn. Cà ri giật ngon quá. 60 lít nước cốt dừa đó. Quá trời ơi, ăn ngon ghê luôn. Cái đó con ghi ăn một chục tiệm bún cà ri vịt ở Sài Gòn, cái đó là một trong những cái món mà gọi là bữa nhà làm là đặc sắc luôn á. Cái nước nó ngon ghê luôn á. Ngon hơn cái đúng không? Đúng rồi. Dạ. Quả con làm là 60 nước cốt dừa, 60 nước cốt dừa đó. Hết trơn luôn. Tới nè đúng không? Không phải hả? Vậy mà tướng ảnh với lộn. Rồi. Uống nước suối không? Rồi gửi nước suối đi. Quên, còn khẩu trang. Không, anh không lấy. Vẫn là Lý Chính Thắng, quận 3 các bạn. Gửi cơm cho chú. Hôm nay chú nhiêu tuổi rồi chú? Hôm nay 75 rồi. 75 hả? Quê chú ở đâu vậy? Cà Mau. Cà Mau hả? Vùng nào của Cà Mau chú? Dưới Nam Căn. Nam Căn, dạ. Mà sao mình không ở dưới mà mình lên tới đây dữ vậy? Dạ. Khó khăn nè. Cái đó con gửi phần cơm, có cái bò viên mà thịt bò nha. Dạ. Mình ơi, gửi chú 100 ngàn đi. Con gửi chú 100 ngàn nha. Từ chú Hùng gửi cho chú nha. Rồi chú Hùng con Vân lì xì cho. Rồi chào chú. Đường xá nè các bạn. Sài Gòn. Cả trăm năm mới có chuyện vậy. Góc đường Phan Đình Phùng và Phan Đăng Lưu, quận Phú Nhuận. Ăn cơm rồi hả? Hôm nay chú nhiêu tuổi vậy chú? 69 hả? Quê chú ở đâu? Dạ. Tân Vũ. Tân Vũ hả? Không nghe rõ. Trời ơi, quê đâu chú? Tân Vũ. Tân Vũ phải không? Không phải, không phải. Tân Vũ, Tân Vũ. Long An hả chú? Dạ. Long An. Tân Vũ Long An phải không? Đúng rồi. Vâng mà vâng. Thôi gửi chú 100 ngàn tiền lì xì đi cho mình. Gửi cho chú 100 nè. Rồi. Từ chú Hùng Cô Vân gửi nha. Dạ rồi. Anh Đăng Lưu, quận Phú Nhuận. Ăn cơm không chú? Dạ dạ rồi.
Bữa nay ba con chó ngủ, con gái mẹ đâu rồi, con gái mẹ ăn kia kìa. À. Dạ. À. Dạ. Dạ. Dạ rồi. Gửi cho chú, gửi cho cô hai phần cơm ha, với lại thịt bò luôn đó. Dạ. Cho con chó ăn luôn. Con chó mẹ đi dở quá, bắt đứa con nó không biết trời. Nó lo nó ngủ không à. Dạ. Mất con rồi. Hả? Nè nè, tao dẫn luôn kìa. Cái tay nè. Gửi tổ 100.000 đi. Ừ, biết rồi, chứ không kịp được. Cái tay dẫn luôn kìa. Cưng à. Rồi. Rồi, ok, gửi đi Huy ơi. Ê, rồi chú chạy xe ôm. Rồi. Chú Hùng cho con gửi cho con. Chị cái chân đi nha. Dạ. Bú à. Đây mẹ nó bú à. Cháu đang ăn cơm đó, con chó tìm mừng cơm đó. Dạ. Rồi, chào con nha. Rồi, ok, đi tiếp. Hả gì? Trời ơi, không có niệm nữa. Ôi, giấy, hay quá. Thùng TV. Bữa nay cái thùng gì? Thùng TV. Rồi. Mấy này không thấy, mấy này không thấy chị. À, mấy này em thấy ta. À, còn Lý Thường Kiệt nghe đó, bên đây công an dí quá sợ. Rồi Lý Thường Kiệt. Lý Thường Kiệt mà khúc nào? Dí lắm. Ngồi ngay ngay tư với Hiền luôn. À, Hiền Chi. Xa đúng rồi. Đâu đi tới đó đâu. Đi tắm đi. Con đi tắm. Có tắm rồi, tắm xong rồi. Tắm xong biết nói lát. Này như cái niệm. Ừ. Hồi nãy hồi nãy em chạy đường sai mà tưởng cái niệm. Ờ. Gửi cho chị 100 đi. Mới bên Lý Kiệt chạy thấy bên đó không có gì chạy qua đây. Chị ơi, chị. Em gửi cho chị 100 từ liền từ chú Hùng nha, chú Hùng cô Vân. Dạ, cảm ơn chú Hùng cô Vân. Dạ rồi, chào chị, cảm ơn chị. Rồi, tới đây tốt nhất cho nó vô tắm trong nhà vệ sinh chị ơi, anh nói là tắm xong không có tốt đâu, cái da của nó sẽ bị nhiễm trùng á, ghẻ ngứa lắm, thà tốn ít tiền. Nhà vệ sinh công cộng đó cho tắm. Công viên rồi đóng cửa hết, là chùa đóng cửa cho là bắt buộc phải tắm rồi. Nhưng mà nhà vệ sinh nó có kìa. Hiểu rồi, hiểu rồi, có nghĩa bây giờ là coi như nhà vệ sinh công cộng đóng luôn á hả? Vô, ý là nhà vệ sinh mà thường thường mình thấy là không được tắm là lên tắm lén là tắm nhuộm nào, nhuộm nào, rồi cây xăng rồi. À. Nói chung là ta nhìn vô nhìn nó mình như thế mà. Rồi coi như phải tắm xong thôi. Tắm xong thoải mái không? Ba làng không ai đó hết. Sợ là da của bé thôi. Rồi, thôi em chào chị nha. Đây em này bán vé số. Rồi bên kia chạy qua kìa. Đó. À. Cái gì đọc dữ vậy? Áp sát vô anh lùng thôi. Áp sát vô đi. Áp sát vô đi. Mỗi người một phần thôi, mỗi người một phần. Rồi nhận xong mình đi giùm con nha. Nè, đừng có tập trung đông. Cô ơi, đi đi cô ơi. Qua bên rồi, bên kia. Không có, có để trừ người khác nữa. Dạ. Mỗi người một phần, mỗi người một phần. Cái tôi đi xem dạ con hết suối rồi. Đợi 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 cái cô từ sẽ có, từ sẽ có, gì đâu. Rồi. Rồi.
Huy ơi, cho thằng Huy ơi. Không có nước suối không? Hết nước suối rồi. Rồi thôi hết. Rồi hết. Con bốn chai rồi, là con xin thêm chai nữa. Hết nước rồi, hết nước rồi. Có mấy người à, có nước rồi. Thôi thôi đi. Thôi chào chú. Đủ rồi đó chú ơi. Dạ bữa nay một phần ăn à. Dạ. Rồi mình đi. Dạ. Thôi bên kia hai người qua hả? Rồi của anh xong rồi anh dạ. Anh nhận một phần anh đi đi. Dạ. Dạ rồi rồi tụi em vô quá. Rồi chú. Rồi 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 họ chú qua em đưa rồi anh nên về đi vậy. Đâu chú đang đi bộ tới kìa phải không? Ý mình là ai thì cũng người đó nhận. Này có nhiều vụ là họ lấy thêm á mà. Gửi cho chú bảo vệ đằng kia luôn một phần. Con này lấy giùm qua. Ờ nãy không để phần đó trước. Biết rồi, ý là cổ không để cái phần cho chú bảo vệ xong rồi qua đây lấy một lần. Chú bảo vệ không hề đến giúp đỡ cho cô luôn. Đứng chống tay. Rồi tiếp tục. À còn một chú bên đây nè, cái chú mà hay bữa nhớ rồi. Mấy cô bên kia qua kìa. Áp xe vô. Trời ơi. Đi lên chảnh. Đi lên ông bà già á. Có thấy mẹ con của cái... Đang chỉ có chị. Phải. Phải không? Phải rồi là phải làm cục. Không, cái chị... Đúng rồi. Phải rồi. Chị kia là chị thò làm cục của bà. Thôi không thấy rồi. Không thấy rồi. Không thấy không có. Rồi ok gửi cơm này cho cô đi. Dạ. Ở đây là anh trai. Dạ rồi. Và đây là Phan Đăng Lưu, quận Bình Thạnh các bạn ha. Hai cô chú đi qua rồi, anh khỏi chạy qua nữa, chú chạy qua. Thấy chú chở cô qua rồi. Khỏi đi qua nữa. Họ đang qua đường, thấy chú chạy qua. Chú chạy xe ôm, còn cô là sống vỉa hè. Rồi. Rồi, gửi đi anh Lùng. Đúng rồi. Dạ. À, công an mới đuổi, dạ. Rồi thôi con đi nha. Dạ. Đây là Lê Văn Duyệt của Bình Thạnh. Đi hết đường hết sao? Đi nãy vòng qua bên chỗ đó nữa. Mấy bên này không ai cho cơm hả chú? Có đâu có gì đâu nè, cho ba cái đồ Mỹ bánh ngọt. À bánh ngọt hả? Thôi có cho là mừng rồi. Rồi mình đi. Phải ăn cái này. Có ăn cái gì? Cho bánh thì nửa đêm ăn thì đói. Chú ơi, giờ con hết cơm rồi, con gửi chú hộp bò ăn nha. Bò với bò viên. Bò viên có gì mua hộp cơm ăn. Bánh mì cũng được. Rồi em chào chú. Cho họ cho bánh cũng mừng rồi chứ. Đó đâu. Trời chú. Thôi. Nhường cho cô đi ha. Đây là đồ ăn đó cô. Đó là bò viên với thịt bò đó cô ơi.
Dạ rồi, chào cô. Rồi, ok. Rồi, cảm ơn trời Phật. Rồi, chào chú luôn nha. Ấm đúng không chú? Rồi, 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 rủ qua đây anh. Đây. Em không thấy cái chị kia ha. Có, nãy mới ra, nó mới về. Mới về hả? À. Hàng chị tìm hoài không thấy. À. Gửi cơm cho chị đi bên. Em gửi chị 500 ngàn nha. À, rồi, chị cảm ơn. Giúp chị chữa chị cái ung thư bú cổ á. Rồi, rồi. Từ chú Hùng cô Vân. Chú Hùng cô Vân gửi cho chị 500. Cô xin chú số tiền này hơi lớn là bởi vì thực sự là cổ cái bệnh này chị hơi nặng. À. Bữa cái thông tin chị nói cái viên thuốc đó em có có người bình luận họ nói đúng rồi. Dạ. Rồi. Cảm ơn cô Vân với chú gì chú Hùng ạ. Chú Hùng với cô Vân nhiều lắm nha. Dạ rồi, cảm dạ. Rồi gửi phần cơm. Qua lấy em phần cơm nha. Con trai của chị có kiếm được việc làm chưa? Nó cũng tại vì em biết lúc trước đó là nó có cái máy vi tính đó, nó thích học thiết kế đồ họa lắm. Cái cuối năm rồi chị bệnh nặng quá, cái nó bán cái máy vi tính đó luôn. À. Bây giờ nó qua nhà bạn đó để nó học kế, rồi sau này mà có điều kiện thì mua máy cho nó làm thêm nó cùng. Ok, rồi rồi, hết rồi, bé này nãy đưa rồi, hết rồi con. Hết rồi. Rồi xong mình về luôn. Dạ rồi chào chị. Rồi con xin cảm ơn chú Hùng cô Vân đã tài trợ phần ăn tối nay và gửi tiền cho những cô chú anh chị có hoàn cảnh khó khăn. Rồi hết luôn rồi, hết luôn rồi. Bữa cho chị 5 hộp cơm. Có 3 hộp, 2 hộp cơm không có đồ ăn. Ủa vậy hả? Vậy hả? Rồi rồi rồi. Mấy cô này mấy bữa nay không có hả? Không người cho hả? Mà bỏ ra thì ra ngoài đâu có dám ăn ăn gói. À. Rồi ok. Rồi rồi dạ dạ rồi chào chú. Dạ. Mấy bữa nay corona ai dám ra đường? Đúng rồi, đúng rồi. Ta sợ lắm, ta cho mà ta đeo găng tay. Không có ai dám cầm đâu. Dạ rồi, thôi em về nha.